Tại di tích lịch sử, địa điểm chiến thắng của tiểu đoàn Tây Đô rạch ông Cửu năm 1968, phường Thượng Thạnh, quận Cá Răng, tổ chức liên quan ca nhạc ca cổ Tiểu Phẩm Xuân lần thứ 8 năm 2024. Liên quan có 6 đội với hơn 100 diễn viên và nhạc công là các học sinh sinh viên, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ đến từ các vườn trong quận đã tham gia thi diễn năm thể loại gồm đơn ca, song ca, tam ca, tớp ca múa, ca cổ và tiểu phẩm sân khấu với nội dung ca ngợi đảng Bắc Hồ Kính Yêu, Tình Yêu Quê Hương Đất Nước và thành tựu của thành phố Cần Thơ và quận Cá Răng trong 20 năm xây dựng và phát triển. Lễ tổng kết trao giải sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 1 năm 2024.